Kính thưa quý vị và các bạn, nhắc đến thủ đô Hà Nội là nhớ về lịch sử rồng thiêng hào hùng của dân tộc. Những ngày này, đi trên khắp phố phường Hà Nội chỉ để ngắm nhìn, để lưu giữ, rồi để yêu thương. Nhớ rằng, chúng ta có một Hà Nội đáng yêu nhường ấy. Người ở lâu vốn đã coi thân thuộc như là nhà. Người mới dừng chân ghé lại cũng say lòng chánh choáng. Tình và người nơi đây cứ ngày một nhiều thêm, ấm lòng cả những ngày chuyển sang mùa rét mướt. Có những sớm, Hà Nội còn mơ màng chìm trong giấc ngủ. Người đi ngoài đường đánh thức nhau với những thanh âm vui tai lạ mắt. Có những buổi trưa nắng vàng, ống ả len mình khe khẽ qua ô cửa sổ. Những mái nhà nằm san sát bên nhau. Rồi những buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ giang hồ Tây. Trai gái vẫn thường tâm tình bên nhau nhiều hơn một chút. Hà Nội vốn đầm thắm dịu dàng, như thiếu nữ vào độ tuổi đang yêu. Cứ muốn người ta ngắm nhìn mãi, để rồi say mê, rồi lưu luyến. Hà Nội đẹp và bình dị, đáng yêu và mơ màng. Giống như một thứ tình yêu không dễ để gọi tên, chỉ biết ngắm nhìn, trân trọng và nâng niu. Trong chương mục giới thiệu sách kỳ này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tập bút ký của tác giả Như Đàm với nhan đề Hà Nội ơi, bao mến thương, do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Quyển sách Hà Nội ơi, bao mến thương là tập bút ký của Như Đàm, tác giả vừa là người cầm súng trong kháng chiến chống Pháp xâm lược, vừa là người viết báo lâu năm ở báo Nhân Dân. Gần như cả cuộc đời, tác giả đã gắn bó với Hà Nội. Thời kháng chiến chống Pháp, tác giả Như Đàm ở sư đoàn 308 và được vinh dự trực tiếp tham gia chiến dịch lịch sử Trần Đình. Cuộc truy kích địch trên phòng tuyến sông Nậm Hu, vượt sông Mekong trên đất Lào vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ năm 1954, đánh bao vây sân bay Mường Thanh ở Điện Biên Phủ và tiếp đó về đánh địch trên tuyến đường số 13 Bắc Giang. Hòa bình lặp lại năm 1954, tác giả Như Đàm lại được về tiếp quản thủ đô Hà Nội ngay từ ngày đầu. Khi ra làm báo Nhân Dân, tác giả lại càng có điều kiện gắn bó với Hà Nội, được chứng kiến thăng trầm của thủ đô suốt hơn 55 năm. Từ tiến hành công cuộc cải tạo, cải cách ruộng đất ở ngoại thành, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thời kỳ đổi mới. Với 27 bài viết trong quyển sách, tác giả đã thể hiện tình cảm mến yêu Hà Nội bằng nhiều góc độ sâu sắc, chân tình. Bài viết Hà Nội ơi, bao mến thương nói lên sự đổi thay qua một cuộc cải tạo công thương nghiệp tư doanh một thời bao cấp, mà cái mốc kể từ ngày hòa bình lặp lại năm 1954. Hoặc bài viết Tết bên sông Nậm Hu, thắt chặt yết hầu Điện Biên Phủ, đường số 13 trận đánh đầy rực lửa. Hai bài Rồi ta về đây thủ đô thân yêu. Đây là tình cảm của những người dũng cảm tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, luôn mong đợi được trở về Hà Nội trong những ngày vui chiến thắng thanh bình. Bài Điện Biên những năm tháng âm vang ghi dấu cảm nghĩ của tác giả sau khi trở lại thăm chiến trường lịch sử năm xưa. Hay bài Những người góp phần làm nên Điện Biên Phủ trên không nói về đơn vị trung đoàn tên lửa 261 anh hùng đã bắn rơi nhiều máy bay B-52 trong 12 ngày đêm ở Hà Nội tháng Chạp năm 1972. Hoặc bài Người phụ nữ Tày kéo cờ ở quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, nói về chị Đàm Thị Loan, người phụ nữ chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân vào ngày lễ tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trong cách mạng tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội. Trong quyển sách Hà Nội ơi, bao mến thương, tác giả còn có những bài như Thức dậy một vùng biên, Sơn La hành trang vào thế kỷ 21, hai bài Ở một vùng đồng bằng sông Hồng, Sắc mới Ninh Bình, Cố đô Hoa Lư nơi khởi nguồn Thăng Long, Đông đô Hà Nội.
hoặc bài Sức mới trên đồng ruộng Campuchia và bài Viên chăng ngày mới. Đây là những bài viết về thời kỳ đổi mới cùng với Hà Nội và những đổi thay đáng quan tâm, tự hào về những nét đẹp của nước bạn Campuchia và Lào. Sách dày 179 trang, khổ 13 x 20cm do nhà xuất bản Dân Trí phát hành. Trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn tập bút ký Hà Nội ơi, bao mến thương của tác giả Như Đàm.